Để có thể lái được mẫu xe bán tải Forerunner 2023 một cách sớm nhất, khách hàng tại Việt Nam khi mua xe thì phải chi thêm khoảng 60 triệu đồng tiền phụ kiện tại đại lý. Hãng Ford Việt Nam đã chính thức công bố giá bán của mẫu xe bán tải Forerunner 2023 mới tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ chính thức được giao tới tận tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, khách hàng muốn mua sớm tại đại lý thì phải chịu thêm một khoản phí lên tới 60 triệu đồng tiền phụ kiện. Theo Ford Việt Nam, những chiếc Forranger 2023 đầu tiên sẽ được giao tới tay khách hàng vào tuần thứ 4 của tháng 9 năm 2022. Tại thị trường Việt Nam, Forranger 2023 mới sẽ được phân phối với 6 phiên bản, có giá bán dao động từ 659 triệu đồng đến 965 triệu đồng. Giá bán có thể sẽ tăng thêm 7 triệu đồng, cho phiên bản oai trách màu vàng luce hoặc đỏ cam. Mẫu bán tải Forranger 2023 hế hệ mới sở hữu thiết kế khỏe khoắn và hàng loạt tính năng hấp dẫn. Vì vậy mẫu bán tải này đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn đối với người tiêu dùng trong nước và không ngoài dự đoán, Forranger 2023 lại tiếp tục được bán với hình thức bia kèm lạc đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, nhiều tư vấn bán hàng tại đại lý đã cho biết rằng, khách hàng muốn mua sớm Forranger 2023 sẽ phải sắm thêm gói phụ kiện khoảng 60 triệu đồng. Gói phụ kiện đó sẽ bao gồm dán kính, trải sàn, bảo hiểm thân vỏ, gia hạn bảo hành Foranger vẫn luôn là ông vua bán tải tại thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của thế hệ mới sẽ càng củng cố thêm vị thế của mẫu bán tải này. Tính từ đầu năm tới nay, doanh số của Foranger tại Việt Nam đã đạt 7.739 xe, bỏ xa các đối thủ như Mitsubishi Triton với 3.175 xe bán ra trong 7 tháng vừa qua. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.